Đầu tiên, để kết nối máy lọc không khí HS70 với cả mạng không dây thì chúng ta sẽ ấn giữ nút tạo ion trong vòng 3 giây. Lúc này chúng ta thấy có hình cột sóng nhấp nháy. Sau đó chúng ta chuyển qua bộ phát mạng. Khởi động lại đèn kết nối không dây. Đây chính là cái đèn này này. Sau đó chúng ta quay lại, chờ một chút để cho máy tự cấu hình và kết nối với mạng không dây trong nhà. Quá trình này có thể mất thời gian một chút. Đến khi máy phát ra tiếng kêu và cột sóng ngừng nhấp nháy, như vậy là chúng ta đã kết nối thành công máy HS70 với cả mạng không dây trong nhà.